Xin chào mọi người. Hôm nay ở bây giờ thì Mai sẽ chia sẻ với mọi người về hai cái điều có thể giúp cho chúng ta áp dụng và trong cái việc là kết nối để trở thành một người kết nối giỏi, em giỏi đúng không ạ? Tiếp nối của cái phần trước đó chính là mục số 3. Khi bạn chọn ô 10%, khi bạn chọn ô 10% thì bạn phải trả giá gì? Thì bạn phải trả giá gì? Chúng ta có thể nhìn cái hình vẽ này. Xã hội của chúng ta thì sẽ chia ra làm hai kiểu. Một là ô 90%. Đây là giới nhà quê đúng không ạ? Quê. Bên đây là thành phố đất chật người đông. Cũng không phải. Thành phố đất đắt đúng không ạ? Người đắt. Đây 10% và 1% nó nằm ở chỗ này ạ. Và chúng ta thấy là ở bên ô này thì có rất là nhiều người chen lấn nhau, đông nhung nhúc đông lắm. Được chưa ạ? Bên đây thì có ít hơn. 90%. Một con số rất là lớn. Và ở quê, đúng không ạ? Đây đứng qua là quê này. Hay còn gọi là nhậu và bướm. Đây là một cuộc cách mạng di cư. Nếu như bạn đang ở trong cái ô này, bạn muốn di cư sang ô 10% thì bạn muốn từ quê lên phố đúng không nào? Rồi là từ nhậu hóa lột bỏ đi cái kén thì chúng ta có thể thành con bướm và có thể bay lên không trung, bay lên cao đúng không ạ? Nhưng mà có những người người ta lại vẫn lựa chọn một cái sự an toàn, an nhàn ở trong ô 90% này. Còn những người như vậy thì họ cũng không cần thiết phải trả giá gì đúng không nào? Họ chỉ trả giá cho hậu vận của họ thôi. Còn nếu như chúng ta muốn rời ô này sang cái ô này thì chúng ta bắt buộc phải trả một cái giá. Vậy thì cái mà chúng ta có phải trả là những cái gì? Một, ban đầu thì rất là khó khăn. Rất khó khăn. Bạn là một tờ giấy trắng. Một tờ giấy trắng. Cúi đầu học hỏi khi chuyển ô. Cúi đầu học hỏi khi chuyển ô. Cúi đầu học hỏi khi chuyển ô. Hai nữa đó chính là đôi khi bạn muốn từ bỏ. Những lúc mà bị nản chí rồi là một trong nói chung là trên con đường đi đến thành công thì có lẽ rằng cái việc mà muốn từ bỏ con đường của mình chắc chắn là nó sẽ có, và chúng ta có đủ mạnh mẽ, đủ quyết định để đi đến cuối con đường hay không, nó nằm ở chỗ này đúng không ạ? Đôi khi bạn muốn từ bỏ thì hãy nhắc nhở bản thân rằng ô 90% kia nhung nhúc người. Nhưng miếng bánh lại rất bé, lại bé. Được chưa ạ?
Nhưng bánh bé thì có nhiều sự cạnh tranh đúng không ạ? Có quá nhiều cạnh tranh, thậm chí là đánh nhau chảy máu đầu luôn đúng không ạ? Và cái sự cạnh tranh này nó đến từ nhiều phía và rất là mệt mỏi đúng không ạ? Ba, đó chính là mất dần đi các mối quan hệ. Mất dần các mối quan hệ. Xây dựng một lớp bạn mới. Ở ô 10%. Đơn phương độc mã. Đơn phương độc mã. Bốn, đó chính là nhiều người ngăn cản bạn. Đặc biệt là người thân đúng không ạ? Khi mới bắt đầu công việc. Rất nhiều lời khuyên răn. Có rất nhiều lời khuyên răn. Lời khuyên miễn phí ạ. Lời khuyên miễn phí. Không hề có giá trị. Chúng ta thấy rằng ai cũng thích khuyên người khác đúng không ạ? Từ ngày mình hiểu biết đến giờ thì mình không muốn đi khuyên bất cứ ai. Nếu như ai hỏi mình thì mình chỉ đóng góp ý kiến nhưng mình không đưa ra lời khuyên, bởi vì chúng ta hiểu rằng không phải ai cũng có thể khuyên được chúng ta. Chúng ta chỉ có thể nghe được những lời khuyên của những người họ thực sự hiểu về cái công việc của chúng ta đang làm hoặc là hiểu về chúng ta. Chứ còn đại đa số là những cái lời khuyên miễn phí thì nó không hề có giá trị đúng không nào? Và ai là người khuyên bạn? Ai là người khuyên bạn? Những người không kiếm ra tiền. Những người không kiếm ra tiền. Chuyên thất bại đúng không ạ? Chuyên thất bại. Những người không có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Những người không có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Khuyên bạn. Đúng ạ. Rồi là khi mà họ đưa ra những cái lời khuyên nhưng họ đâu có chịu trách nhiệm với cuộc đời mình đâu đúng không ạ? Họ có lo được cho cuộc đời của bạn hay không? Họ có lo được cho cuộc đời của bạn hay không? Và năm đó chính là bị ghét không lý do. Khi mà bạn thành công, bạn khi mà bạn có kết quả ở ô 10% thì những người ở ô 90% tự dưng ghét bạn đúng không ạ? Vì thấy bạn nhộng hóa bướm, bạn khác biệt nên là bị ghét đúng không ạ? 6. Vì khác biệt. Nghi ngờ bản thân. Có lẽ rằng là rất là nhiều người rơi vào cái tình trạng này, bởi vì khi mà nghi ngờ bản thân khi khó khăn xảy ra. Vì khi ở ô 90% bạn cũng có thành tựu
Thế mà ở ô 10% bạn lại là học sinh vỡ lòng đúng không ạ? Thứ bảy đó chính là những thất bại phải đối mặt. Bạn leo núi lên đến đỉnh mới thành công. Trên con đường bạn đi rất nhiều chông gai đúng không ạ? Và bạn có thể vấp ngã bất cứ lúc nào, nhưng để lên được đến đỉnh thành công, lên đây bạn mới có đủ tầm nhìn, bạn nhìn tất cả. Bạn mới có những cái trải nghiệm mà chỉ của bạn lên đến đó bạn mới có được đúng không ạ? Khi bạn leo núi thành công thì bạn sẽ gặp nhiều điều chưa bao giờ. Nhiều điều chưa bao giờ biết đúng không ạ? Thì bạn có thể vấp ngã. Vậy thì khi mà bạn vấp ngã thì đây là bài thi lên lớp ạ. Đây là bài thi lên lớp và những cái sai lầm xảy ra đó chính là gặp thất bại. Gặp thất bại thì từ bỏ bằng với việc từ bỏ thi, từ chối cơ hội thi. Đúng không ạ? Bốn đó chính là áp dụng đắc nhân tâm vào bán hàng và tuyển dụng. Áp dụng đắc nhân tâm vào bán hàng và tuyển dụng, đúng không ạ? Một cái bài toán cần làm đó chính là bạn là một nhà lãnh đạo. Bạn sở hữu một cái hệ thống, một cái mạng lưới rất nhiều người trên khắp mọi vùng miền đúng không ạ? Bạn là cái người lãnh đạo cái đội này ạ. Đúng ạ. Và bản đồ Việt Nam. Bản đồ Việt Nam. 100 triệu dân đúng ạ. Đội nhóm càng lớn bằng với thu nhập càng cao. Thu nhập càng cao. Đúng ạ. Và đến ngày 20 hàng tháng là ngày nhận hoa hồng. Hai mươi hàng tháng là ngày nhận hoa hồng.
15 điều trong Đắc Nhân Tâm chúng ta có thể áp dụng vào bán hàng cũng như là tuyển dụng. Đầu tiên, điều số 1 đó chính là con người thường ra quyết định bằng cảm xúc. Thường ra quyết định bằng cảm xúc. Được chưa ạ? Đánh vào một cảm xúc của một đối tác, bạn bán hàng và tuyển dụng được. Đúng không ạ? Hai, đó chính là giữa ý chí và ý chí là logic và cảm xúc thì cảm xúc thắng, cảm xúc luôn thắng, cảm xúc luôn thắng. Ba, đó chính là khen ngợi, động viên, khuyến khích, là liều thuốc bổ. Là liều thuốc bổ. Vợ chồng, khách hàng, downline, vân vân, đúng không ạ? Mọi người rất là thích được khen, chính vì thế mà nếu có thể các bạn hãy thường xuyên khen ngợi, động viên tất cả những người xung quanh của chúng ta để mọi người luôn luôn là tích cực, đúng không ạ? Ai cũng vậy, rất là không thích những cái lời chê bai, và nếu có chê chúng ta hãy cần phải nói năng rất là tế nhị, đúng không ạ? 4, đó chính là chỉ trích áp đặt. Chỉ trích áp đặt ai đó phải nghe theo ý mình thường không có tác dụng. Thường không có tác dụng hoặc ít. Đúng ạ. 5, đó chính là cá ăn run. Cá ăn giun, không ăn trái cây. Cá ăn giun không ăn trái cây, đúng không ạ? Có nhiều người bán hàng không hề nghĩ đến quan điểm không hề nghĩ đến quan điểm nhu cầu tâm lý khách hàng, đúng không ạ? Khách hàng cần cái này nhưng mà lại đi tư vấn cho người khác thì họ sẽ không muốn mua. 6, đừng lúc nào cũng bán những cái mà bạn có, mà hãy bán cái mà khách hàng cần, đúng không nào? 6, đó chính là con vật nào cũng phải cho ta
Con vật nào cũng phải cho ta thứ gì đó thì ta mới nuôi đúng không ạ? Ví dụ như gà cho trứng, bò cho sữa. Bò thì cho sữa đúng không ạ? Trâu thì có thể giúp chúng ta đi cày bừa. Khi chúng cho chúng ta một cái gì đó thì chúng ta mới nuôi chúng đúng không ạ? Và bạn có biết có một con, một loài đó chính là loài chó, là chó. Nó cho chủ tình yêu và sự quấn quýt. Sự quấn quýt đúng không ạ? Không cần làm gì cũng sống sung sướng. Không cần làm gì cũng sống sung sướng. Bạn có bằng con chó không? Bạn yêu người, quấn quýt người. Bạn yêu người, quấn quýt người đúng không ạ? Thì bày tỏ tình yêu với người thì nhận được nhiều lợi từ con người. Sự quan tâm yêu thương đối với người khác, khi bạn trao đi thì bạn cũng sẽ nhận lại đúng không ạ? Bảy, đó chính là luôn phải quan tâm đến những người xung quanh. Thay vì đòi hỏi mọi người xung quanh quan tâm mình, đòi hỏi mọi người xung quanh phải quan tâm. Đây là một cái trong những cái khổ của đời á. Khổ luôn, bởi vì nếu như một người mà suốt ngày chỉ đòi hỏi, ví dụ như cái câu mà chúng ta hay nói là đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hay chưa ấy, đúng không ạ? Nếu như chúng ta chưa đã trao đi tình yêu thương của mình, nhưng mà chúng ta lại đòi hỏi lại là mọi người phải quan tâm mình, phải thế nọ, phải thế kia, thì chúng ta là cái người đòi hỏi, chúng ta sẽ khổ trước ạ. Tám, đó chính là huấn giọng nói dễ nghe. Cuốn hút.
Từ bỏ lòng bố đời. Nói năng nhẹ nhàng cuốn hút, giọng phải hay thì mới lôi cuốn được khách hàng, đúng không ạ? 9, đó chính là tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hay mỏ neo. 10 là hãy mỉm cười. Trung Hoa có câu đó chính là người nào không biết cười, người nào không biết mỉm cười thì đừng bao giờ mở cửa hàng, đúng không ạ? 11 đó chính là hãy nhớ tên đối tác. 11 nhớ tên khách hàng này, đối tác. 11 là cách gây thiện cảm với họ, học cách quan sát. Rồi ghi vào não. Mười hai đó chính là luôn quan sát lắng nghe đa chiều. Mười ba chân thành trung thực. 11 mồm não tim thẳng hàng. 14 đó chính là luôn có cái nhìn đa chiều. Có cái nhìn đa chiều. Tránh hiểu sai. Hiểu sai vấn đề về người khác. 15. Đừng phát ra năng lượng. 10 đừng phát ra năng lượng tiêu cực, lời nói tiêu cực. Có thể hủy diệt người khác. Xung quanh bạn. Vậy nên chúng ta hãy phải luôn tích cực, đúng không ạ? Dần thì không ai muốn chơi với bạn nữa. Thì sẽ không kinh doanh không thành công, đúng không ạ? Rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe cái chương trình của mình.